chia tay với nam ca sĩ Đăng Phong, một nam ca sĩ mà cả nhà nói là giống ca sĩ Đan Quyên, thì chúng ta gặp gỡ nhau với một nam ca sĩ trẻ có một cái tên rất là dễ thương liên quan đến Lệ Hoa, đó là nam ca sĩ Danh Hồng Hoa. Dạ, vỗ tay đi ạ. Rất là dễ thương. Làm lần lại mà lấy điện thoại ra để quay làm kia đi. Vâng, lời tiên cho phép Danh Hồng Hoa xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đã có mặt tối đêm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Vâng, xin mời quý vị. Cho phép Hồng Hoa thay đổi không khí một tí nha. Phép Hồng Hoa gửi tới các bạn một con phúc. Quả như thế em đi, hiểu biết ạ, xin mời cùng lắng nghe. Quả này trong hoa phải đứng tay lớn cho con biết rồi. Thank you.
Vâng, chào mừng quý vị đến với chương trình.